Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn ngày mới an lành và hạnh phúc. Nhân dịp năm mới cũng sắp đến thì em cũng kính chúc toàn thể cô chú anh chị và các bạn một năm an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và ngày hôm nay buổi chiều rảnh rỗi, em mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng dạo quanh Sài Gòn để xem những hoạt động những ngày cuối năm ở Sài Gòn như thế nào ha. Và chúng ta đang có mặt ở đây là công trường công xã Paris, và trước mặt chúng ta đó là bưu điện trung tâm Sài Gòn, một nơi cũng rất là cổ kính ở Sài Gòn rồi nè. Vào nhìn bên cánh trái một tí nữa em thấy đó là nhà thờ Đức Bà, một nhà thờ cổ xưa ở Sài Gòn nè. Một buổi chiều ở trung tâm Sài Gòn thì rất là đông các du khách cũng như các du khách nước ngoài lẫn du khách trong nước tập trung ở khu vực này để chụp hình. Rất là đông vui luôn. Và phía hướng này đó là con đường Nguyễn Du, có trường La Santa Be đó. Và mình sẽ đi một vòng ở đường Tự Do và đến Nguyễn Huệ nha, để chúng ta xem khu vực Nguyễn Huệ như thế nào. Rồi, mời cô chú anh chị chúng ta cùng xuất phát. Và Sài Gòn bây giờ là 5 giờ chiều. Bữa nay là 29 Tây rồi, 29, 30, 31 là giao thừa rồi. Đó, và con đường Đồng Khởi ngày hôm nay trang trí ánh đèn rất là đẹp luôn nè. Và bây giờ các con đường ở Sài Gòn bắt đầu trang trí rồi đó, trang trí đèn LED. Do là năm nay Tết Tây và Tết Ta rất là gần nhau, rồi Noel, ba sự kiện liên tiếp với nhau, thành ra theo như tiến độ mỗi năm thì đến thời điểm này thì mới trang trí. Tại vì năm nay Tết đến rất là sớm. Và đây là giao lộ Gia Long, Gia Long và Tự Do, cũng là Lý Tự Trọng và Đồng Khởi. Chúng ta đợi đèn đỏ tí xíu nha. Khi phố nhỏ lên đèn, bên này là Vincom nè, kế đến nữa là Passion. Rồi chúng ta sẽ chạy đến rạp hát thành phố, và mình sẽ đi kiếm chỗ gửi xe, rồi dẫn anh chị và các bạn đi bộ một vòng ở con đường Nguyễn Huệ để xem những cái lễ hội, xem những sự kiện trong những ngày lễ hội này. Có rất nhiều du khách, lại những bà con ở hải ngoại những ngày tháng này sẽ tập trung về Sài Gòn rất là đông, một dịp để chúng ta có thể trở về nơi xưa, trở về quê hương. Và một lý do gì đó của chú anh chị không có về thì hôm nay chúng ta cùng đi về Sài Gòn qua màn ảnh nhỏ ha. Và trước mặt chúng ta đó là nhà hát thành phố, và tới một tí nữa là khách sạn Caravel. Mình sẽ chạy đến bến Bạch Đằng đi, rồi mình sẽ gửi xe ở đó.
chúng ta sẽ đi bộ vòng quanh cái đường Nguyễn Huệ để xem cái hoạt động ở ở con đường này như thế nào. Mỗi năm thì có trang trí, rồi có làm cái lễ hội countdown đó, lễ hội giao thừa đó, nhưng mà không biết năm nay làm như thế nào ha. Chúng ta cùng nhau khám phá. Và mình đến đây là giao lộ Mạc Thị Bưởi và Đồng Khởi nè. Sẵn tiện dẫn bà con đi một vòng luôn, xem Sài Gòn buổi chiều như thế nào. Con đường này cũng là một trong những con đường mà đắt giá nhất nhì ở Sài Gòn. Ngoài ra thì tương lai là sẽ có con đường Lê Lợi đó, nhưng mà hiện tại đường Lê Lợi thì đang làm lại rồi, đang làm cái tuyến metro, thành ra giá trị của con đường đó bị ảnh hưởng. Nhưng mà hy vọng sau này con đường đó sẽ có giá hơn khi mà công trình nó hoàn thành. Dẫn bà con đi vòng rồi hồi đó quay lại rước bạn đồng nhỏ, tại vì bạn đồng nhỏ đang chơi ở ở gần nhà thờ Đức Bà đó, rồi đem kiếm chỗ gửi xe nha. Em tạm ngưng chút xíu nha, nữa mình sẽ gặp nhau ở Nguyễn Huệ. Phía trước chúng ta đó là bến Bạch Đằng đó. Rồi tiếp theo em mời cô chú anh chị chúng ta cùng lang thang, cùng dạo quanh cái khu Nguyễn Huệ này, một trục đường, một cái phố đi bộ rất lớn ở trung tâm Sài Gòn này. Và rất tiếc là em đi 2-3 bãi xe, nhưng mà do hôm nay cái lượng khách du khách ở đây quá đông nên thành ra không còn chỗ trống để gửi, nên chúng ta sẽ đi dạo chạy dạo vòng quanh ở cái khu này thôi ha. Và hướng thẳng trục đường nè, thì cái đoạn này thì không có trang trí gì nhiều, nhưng mà cái đoạn đằng kia thì rất là đông. Chúng ta sẽ chạy một vòng xem sao. Hôm nay mình chạy một vòng Sài Gòn luôn ha, từ nhà thờ Đức Bà cho tới tới khu Nguyễn Huệ này, rất là đông luôn, đường phố đông đúc, đèn đuốc đỏ rực, sáng rực một vùng trời. Và nếu mà các anh chị và các bạn ở xa mà sắp về Sài Gòn thì có lẽ những hình ảnh này sẽ rất là nôn nao đây. Phía trước chúng ta đó là chiếc xe Rolls Royce, một xe rất là đắt giá trên thế giới, xe triệu đô. Ở đây âm nhạc, âm thanh đang sống động, chuẩn bị cho một cái lễ hội countdown ở khu phố đi bộ này, rất là đông các du khách. Nhưng mà bây giờ chưa đâu, còn đông hơn nữa vào tối nay rồi tối mai. Khu này là khu nhà sách Nguyễn Huệ nè, đây là tòa nhà tham quan nè. Ngoài đây rất là nhộn nhịp, đủ các loại âm thanh, đủ các loại xe. Các du khách nước ngoài họ đi xe jeep dạo quanh Sài Gòn nè. Rồi chúng ta đi xe máy nha.
rất là đông luôn. Cái tòa nhà này là ngày xưa là tòa nhà quốc tế đó. Ở phía dưới là nhà sách Pha Sa, nhà sách Nguyễn Huệ nè. Nhịp ghê chưa? Để có được những cái chương trình như thế này thì các kỹ sư, các công nhân ở đây làm việc liên tục 24/24 luôn, mới kịp cái tiến độ cho chương trình này nè. Sẽ chạy vòng qua bên kia luôn ha. Năm nay là năm con chuột nên thành ra trang trí chủ đề con chuột. Xe jeep dạo quanh Sài Gòn. Đó, và trước mặt chúng ta đó là Ủy ban nhân dân thành phố. Mình sẽ vòng qua bên đây ha. Bây giờ thì chưa cấm xe, bắt đầu cấm xe từ lúc 7 giờ tối. Sài Gòn bây giờ là hơn 5 giờ rưỡi. Mình chạy một vòng xong rồi chúng ta sẽ đi rước bạn đồng nhỏ thôi. Chỗ này là cái bồn cây liễu ngày xưa nè, bồn binh cây liễu đó. Trang trí đẹp chưa, đủ loại hình nghệ thuật hết. Bên đây đèn led quá trời luôn nè, vàng rực luôn. Ở đây đèn đỏ mà người ta cũng chạy lung tung nên thành ra du khách không biết đâu là đèn vàng, đâu là đèn đỏ luôn. À.
xe cộ tấp nập ghê chưa. Rồi, một số hình ảnh ở vòng quanh khu vực trung tâm Sài Gòn, nhà thờ Đức Bà, đường đi bộ Nguyễn Huệ. Gửi cô chú anh chị và các bạn, chúng ta có dịp cập nhật lại những hình ảnh của Sài Gòn những ngày cuối năm như thế này, với những sự kiện countdown, lễ hội mừng năm mới. Và nhân đây thì em cũng kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và chia sẻ kênh đến những người chưa biết. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, bye các anh chị và các bạn.